Rồi, đó mình xách ra đây, mình ngồi cho nó thoáng. Trời ơi, lâu ngày không gặp lại cưng quá à. Mấy năm rồi, 3 năm rồi, 2012. Rồi 3 năm rồi đó. Trời ơi, tuấn tá cũng chất lượng nha, cái đít mông có nặng hết trơn à. Rồi dạo này khỏe không? Dạ, khỏe. Có đi làm gì không? Dạ, làm cái. Hồi bữa thấy em đóng phim ít. Hồi bữa thấy em đóng phim ít ít cũng hay lắm á, chị coi quá trời. Chị coi quá trời. Trên blue quá, đẹp ghê luôn á. Công nhận ha, cái vụ cua em chất lượng ghê. Bà nội thì quay phim ngày muốn chết á. Ôi ôi là trời, dễ thương quá. Tên Phong phải không? À, à Phong Bao Quy. Đúng không? À, đây là Bao Quy nè, đầu nè. Bao Quy nè, đầu nè. Ủa sao bữa nay có hứng ra qua đây với mẹ và con gái? Anh Phong nhắn tin bắt con qua làm tay vịn. Tay vịn làm gì? Tay vịn á. Là nghĩa là sao? Có nghĩa là ngồi cho anh bóp 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 bóp. À. Bóp quá trời, lát anh bo 500. Ủa cái gu của cái gu của trai càng đẹp là gu càng lạ. À. Trai đẹp là gu lạ biến thái. Cái miệng của hộp thư thoại á giống như cái dĩa hột xoài vậy. Giống như cái dĩa hột xoài biết không? Sao tôi bị YouTube bóp vú hoài vậy trời? Ủa bây giờ quan trọng nhất là trộn cái nè. Trộn đơn giản thôi đây, trộn cho. Nè. Trong đây có bao bánh tráng. Cầm cho chị có bé. Rồi. Có hai trứng cút, một trứng gà. Thoại lột cho mẹ coi. Có đũa với xoài. Cầm giùm cho các thi coi. Đó. Bây giờ làm sao, cái bao này làm gì? Không lẽ cái bao này bỏ? Đâu có được. Đổ bao này vô. Mà trước khi đổ thì sao? Lấy nước đắt ra bé là thông minh ghê. Thông minh, con này thông minh. Đó. Đổ vô cho chị. Đó. Bánh tráng của bánh tráng ra trộn đi vào là nặng gần 100 gram nha mọi người. Coi em ngồi không làm gì? Ngồi không làm gì? Ngồi không làm gì? Mày bà nội tao mày ngồi ăn. Ngồi không, tháo cái này ra cho chị. Nhanh. Bỏ vô. Rồi lúc đó mọi người làm gì? Nắm bàn tay đã có bao tay rồi làm gì? Ngoáy vô bánh tráng. Rồi được, được. Rồi một lát nữa mình đá trứng cút. Ý lộn, mình bóp trứng cút. Trời quên mấy má ơi, người ta lộn có một hai từ mấy bà làm thứ ghê quá. Rồi đổ vô giùm cho chị. Đó. Rồi sao cuối cùng người trộn không bị giơ tay mà người tháo giơ tay. Cái trứng cút người ta mày ăn rồi. Bà nội cha mày. Ủa cuối cùng không còn con mẹ vậy. Còn trứng gà. Trứng gà đưa đây ông nội ơi, ông đừng có lùm luôn nha ba. Cái gì? Phong cua bự. Phong cua. Phong cua bự nè. Cái tờ đưa đây coi. Đây, tên Phong là ai? Chiêu. Không quá. Không nghe thấy đâu. Không ai nghe đâu, đừng có nói. Nè, đây để kê vô. Tại cái mic nằm ở bên đây. Khoan, Phong ngồi đó đi, Phong ngồi đó đi, cứ ngồi đó, cứ ngồi đó đi. Rồi. Nè, nói đi. Dạ. Nói đi. Mọi người cho em đính chính là cái tên. Cái tên này không. Cái tên sao? Cái tên này không phải em ghi. Tên sao? Ví dụ tên gì? Dạ. Dạ mọi người ơi, cái tên của em ghi. Chết mẹ. Ủa xin lỗi con, trời ơi chết rồi. Chị buông má mày, chị mất lịch sự quá. Sao? Lọc tới hả? Con bé. Làm lại. Không, làm lại cái tên. Làm lại nè. Phong ơi. Dễ luôn quá. Ê chết mẹ. Hồi nãy chị làm cái xì rồi. Đây. Ok cưng. Nè đó. Bây giờ này trộn xong xuôi làm gì? Làm gì? Bỏ. Tại vì ăn hết được rồi. Tại vì hai trứng cút nó lấy nó ăn mẹ rồi. À bây giờ nè, ăn thử miếng đi. Nè Phong hả hồng ra chị đút miếng nè. Nè không ra. Rồi ok. Đó, muốn ăn mặn thì bên đây có muối. Đây. Muối đây. Đổ ra đổ nửa bịch vô.
dạ được rồi. Hả? Cũng đưa nửa bịch nha, muối thôi. Trời ơi, thiệt luôn á. Trai đẹp muốn tự mình đổ ghê, còn ông nội nè ba ơi. Chán ghê thiệt á. Ủa đâu ông nội? Đấy em bỏ cho, em bỏ cho anh cho. Ở đây nè, bỏ tay em đi. Dạ. Giờ đó. Rồi con à, cười có đồng tiền giống hộp thư Thoại quá. Mày lấy bánh bèo của con hả Thoại? Nè nó cười đồng tiền giống mày quá nè. Sao có muốn ăn mặn không? Thêm miếng muối nha. Được rồi hả? Ồ tướng tá ngon lành quá. Rồi sao dạo này làm gì rồi, còn đóng phim không? Đóng phim cũng hay lắm á. Mà nó đóng trong cái ghế tình yêu không à. Đóng vui vẻ lắm. Con còn đóng phim với anh. À không không không. Con này cũng đóng phim nữa. Nó đóng dài cái ghế. Em nghe lời chị. Ở đây là chị kinh doanh lạ lắm. Là chị vừa bán bánh tráng. Chị cho cưng số. Rồi cưng lấy cái số này. Ngày mai về biên đề cầu cư. Linh lắm đó. Hồi bữa con số này chị thu 45 triệu rồi đó. Bây giờ cứ gỡ lại giùm chị coi. Sao ăn đi. Người ta không cho ăn buồn hả? Ăn của bà ba năm ngán. Phong ơi Phong. Cái túi Phong rồi. Xe tài Phong đẹp quá nè. Giật nha giật. Giật cái gì? Thôi bà nội ơi. Lên cổ gì? Cái tay Phong đẹp quá à. Cái tay chung chất lượng nè. Đó mấy cái tay con ta. Không mấy cái tay này dài đòn. Người ta gọi dài đòn. Ôi ôi có đủ cũng ngon. Thấy. Cái gì ông nội? Tao chặn ly kìa kìa, không được kìa. Ok chụp hình phải không? Rồi rồi. Rồi rồi rồi. À. Chụp giùm chị, có chụp giùm chị nha. Mở áp sẵn bé nó kêu mở áp sẵn đi. Rồi. Đứng đi đứng đi, hai đứa đứng đi, hai đứa đứng đi. Giống như chụp hình da phả vậy đó. Cười đó đó, cười đó. Rồi mở đi bé ơi, mở đi. Gớt nè Phong ơi, gớt nè Phong. Dạ anh Kha. Cầm lại, cầm lại, cầm lại. Ừ. Anh Kha. Gõ mày, tao gõ mày, bà nội cha mày. Mẹ kể thiệt mày, ông này là ba ruột mày đó. Mày làm biết mà. Mới tháng trước làm vợ tôi. Anh Hữu. Anh Hữu. Con bé này ba vợ. Vợ chồng người ta mới lâu ngày gặp lại à. Thấy vậy chứ. Giờ mày làm gì rồi? Công việc cũ. Là quay phim. Quay phim. Là đóng phim chị nói đó. À, ít ít đây nè, ít. Con bé này đóng chung hả? Dạ, nó quay, nó quay. À. Cái làm quay phim luôn. Trời ơi, chứ cái mặt. Trang phục, trang phục. Trang phục hả? Ê, làm gì đó, đâu mặc đồ đâu trang phục mà nội. Mấy cái mà roi quất đồ đó với lại cái máy giật. À. Con kiến chứ. Không, con bé này biết nó sản xuất gì không? Biết nó sản xuất gì không? Đèn cày sáp á. Đúng không? Khủ nhỏ, kìa. Nựng cái con. Nựng cái. Không, đà này nó mở ra nó. Nựng cái coi, nựng cái. Phải làm không? À khoan. Nựng cái coi. Nựng cái coi. Mày muốn quậm tao mày lại quậm mà. Ủa em thích con. Em thích con chị à? Em thích chứ, cái mỏ nó vậy đâu có vui vẻ được đâu. Không, mang về chân con kiến rồi đủ rồi. À, nó, ủa nó làm chân con kiến được hả? Chân là coi. À, coi thôi không. Giống hình ông cố hồi xưa. Giống cái tấm hình ông cố hồi xưa. Mặt hậu đẹp quá ha, mặt hậu lưng gái rồi. Ê thôi, cởi nón ra cho mọi người nhìn không. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đi. Thôi, cởi tóc ra rồi. Mọi người biết sao hộp thư Thoại phải đội tóc ra, đội nón hoài không? Nguy hiểm lắm.
Dạ em nè. Đánh lòng phi, đánh lòng. Hả? Khốn nạn. Cái gì? Thôi ở thương thoại á, đâu có được như Phong vậy đâu, đâu được đâu, không được. Ở thoại đi vậy nè. Có ba cộng nước nghe. Một lần mà thoại, hồi thương thoại muốn gọi đầu á, là thoại vợ ba cộng tóc này ra gọn ngay chỗ này nè. Con nhúm này. Giống như tam mau vậy em biết không? Con ghế ngồi đi mấy đứa, con ghế ngồi. Ờ, mình chán chứ hạn này hả chị? Ừ, mình lại mình xin số nghe. Dạ, biết chị, mình xin số thì lại đang